Liên quan đến vụ việc bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, chiều 30 tháng 5, tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, người thân, hàng xóm của gia đình bé Trần Gia Huy đã tập trung chuẩn bị các thủ tục lo tang lễ cho cháu. Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 5, mẹ của bé Huy đã từ Đài Loan về tới nhà tang lễ để gặp con trai lần cuối. Nhìn thấy thi thể con, người phụ nữ trẻ quỵ xuống, ngất lịm, không nói lên lời. Người nhà vội đưa chị sang trạm y tế gần đó để sơ cứu, chăm sóc. Tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tới tối 30 tháng 5, vẫn rất đông người thân, bạn bè, phụ huynh trường mầm non Hồng Nhung có mặt chia buồn cùng gia đình. Ai cũng thương xót cho cháu và thương cho cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong tình cảnh này. Được biết, suốt 3 năm qua, sau khi bố mẹ chia tay, mẹ bé Huy sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Bé Huy ở nhà với bà ngoại là Đinh Thị Hằng. Hai bà cháu thuê căn hộ nhỏ trên tầng 2, khu nhà tái định cư tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để bà Hằng bán nước gần đó. Trong mắt những người thân quen, bé Huy là cậu bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thông minh, vâng lời người lớn. Do hoàn cảnh, điều kiện công việc nên mẹ của Huy thường xuyên phải bay đi nước ngoài công tác vài lần một tháng, thi thoảng mới bay về thăm con. Do nhà thuê cách trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 khoảng 5 km nên bà Hằng đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón. Chiều gia đình bố trí đón cháu, chi phí tiền học, tiền ăn và tiền xe của bé Huy hết 3,3 triệu đồng một tháng. Cũng là mức khá so với các trường mầm non khu vực. Thương cháu vốn thiệt thòi, xa bố mẹ từ sớm, nên bà Hằng luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho cháu. Sáng 29 tháng 5, như thường lệ, bà Hằng gọi cháu dậy, cho cháu ăn và hai bà cháu đi bộ ra điểm đón xe cách nhà 100m. Bà Hằng vẫn nhớ, lúc xe đó là 6 giờ 20, bé Huy vui vẻ bước lên xe, chào bà để đến trường dự lễ tổng kết năm học. Nhưng giờ, nỗi đau ấy lại chẳng thể bù đắp lại được nữa. Còn cậu của cháu là anh Trần Đức Anh cho biết, hôm 29 tháng 5, khoảng 17 giờ, bà ngoại dặn đón cháu nên anh đã có mặt ở trường để đón cháu Huy. Nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu, ngồi đợi đến hết buổi tổng kết cũng không thấy cháu, nên anh lo lắng đi tìm trên tầng rồi tới các lớp. Sau khi hỏi giáo viên trong trường thì được biết mọi người hướng dẫn tìm cô Nhâm dạy lớp Huy, nhưng cô giáo này cho biết hôm nay Huy không đi học. Sau khi xác nhận lại thông tin cháu có đi học, các giáo viên trong trường mới tá hỏa đi tìm anh Nguyễn Ngọc Thái, một phụ huynh có con học tại trường mầm non Hồng Nhung và cũng là người tham gia phá cửa xe đưa bé Huy ra ngoài, là người đàn ông bế cháu. Bé được tìm thấy ở khu vực cabin gần ghế lái. Ra khỏi xe, bé đã bất tỉnh, người tím tái, miệng sùi bọt, các đầu ngón tay rỉ máu, quần áo ướt sũng. Tiếng chim hót vui tai, đàn cá bơi vui mắt. Người sở hữu tiểu cảnh rừng sinh thái này cũng rất vui tính. Chơi như này là cũng rơi vào độ khoảng 5 năm rồi, chả chết con nào. Vâng thưa quý vị, giữa cuộc sống thường nhật tại các thành phố lớn thì con người ta thường có xu hướng trở về với những gì thuộc về nguồn cội, trở về với thiên nhiên, trở về với quê hương. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể trở về với quê hương, trở về với vườn rau, ao cá của ông bà cha mẹ, đặc biệt là những người con xa quê lâu năm và đã sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Cũng chính bởi lý do này mà ngày càng nhiều các mô hình nông nghiệp đô thị, những vườn rau, ao cá mini đã ra đời để phục vụ cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một mô hình như vậy ngay tại thủ đô Hà Nội. Với diện tích khoảng 40m2 trên sân thượng, ông Nguyễn Đình Hùng hiện đang nuôi đàn cá koi khoảng 20 con với đa dạng màu sắc và kích thước khác nhau. Cái cá này nó ở mọi các cái điểm vui chơi giải trí, là những cái gia đình mà người ta có cái nhu cầu để mà chăm và nuôi thì chú thấy rằng là nó phù hợp với nhà mình. Đấy. Mới hơn nữa là nó cũng không quá khó về trong cái chuyện chăm sóc. Đấy. Thế nên thì nhà mình nuôi thì là nó sẽ tốt hơn. Cái bể cá của mình nằm ở ngoài trời thì để cái việc mà tránh nóng vào mùa hè hay là cho bọn nó ấm vào mùa đông thì mình có cái biện pháp nào không chú? Cái cá này thì nó rất khỏe. Mà là cái cá của Nhật ấy thì gốc của nó là nó có thể nó chịu rét là rất tốt. Thế còn cái chuyện là nóng ở Việt Nam này thì đối với cái môi trường này thì cá nó mà nước, quan trọng nhất vẫn là nước nó đảm bảo được là sạch, là mình sẽ vẫn nuôi nó không có vấn đề gì về bệnh tật. Mà rét mấy ở Việt Nam cũng thoải mái. Cháu thấy là cái cửa hay là cái thang máy của mình thì rất là nhỏ bé. Đá này rồi thì những cái hòn non bộ như thế này thì mình di chuyển, mình vận chuyển như thế nào để nó lên một cái chiều cao rất là lớn như thế này ạ? Với cái cách chơi thì ta muốn tạo lên một cái mô hình. Thế thì ta mua những cái viên đá nhỏ, nó tạo lên nó
những cái hình mẫu, xong bắt đầu rồi ta có một cái nội dung rồi, thì đến lúc ý ta xếp thợ, chuyên môn của thợ họ có những cái nghệ thuật của người ta, họ xếp thành những cái mô hình mà mình tạo ra cái ý tưởng. Dù là một người ngoại đạo với nông nghiệp, thế nhưng việc chăm sóc cá của ông Hùng được thực hiện khá bài bản. Những kinh nghiệm này ông có được nhờ tham khảo các mô hình khác trên TV hoặc mạng Internet. Sau khi xem xong, ông thường ghi chép chắt lọc lại những gì có thể áp dụng vào mô hình của mình. Ông Hùng vẫn thường gọi vui hai chiếc chum này là hai trợ lý đắc lực giúp ông vệ sinh nước trong bể. Phóng viên của chương trình cũng không hiểu vì sao cho đến khi được ông giải thích. Chú vừa nói là mình sử dụng hai cái chum kia để mình lọc nước, thì chú có thể giải thích qua cái nguyên lý của nó là như thế nào ạ? Cháu vẫn chưa hiểu lắm. Vấn đề mình dùng chum mình lọc, chứ mình không xây bể ngầm ở dưới để mình làm lọc tràn kia. Thế thì cái lọc kiểu của chú này là cái lọc mang tính là bình thông nhau, tức là nước cứ bơm vào thì là nó lại chảy ra. Thế thì nó gồm có cái đá thạch anh. Đấy, xong bắt đầu rồi là sứ, xong rồi nó có một cái lớp bông, ở trên ta đặt một lớp xốp. Đấy, thế là khi nước chảy vào, nó thu giữ hết các cái bẩn ở trên. Đấy, rồi là các cái cặn kia thì ta chỉ là có lôi cái xốp ra ta giặt thôi. Làm để cho nó đáp ứng với hồ cá của mình, giá cả nó hợp với túi tiền của ta. Tùng La Hán, Phi Lao, Tùng Cối. Bể cá của ông Hùng được bao quanh bởi rất nhiều những loại cây cảnh khác nhau, và chúng có một điểm chung, đều thuộc họ lá kim, phù hợp cho việc trồng ngoài trời với thời tiết khắc nghiệt trên sân thượng. Như mình gọi đây là sau nhà. Đây, sau nhà thì nó có được bóng cây xanh và có núi và có hồ nước. Thế thì những cây mà chú trồng đây thì là, nếu mà nói theo người Á mình thì là những cây phong thủy. Mà những cây phong thủy lá kim thì nó rất là khỏe. Đấy. Thế mình trồng ở trên này thì nắng gió nó rất là khát nhiệt. Đấy. Cái mùa hè của Việt Nam mình thì trồng. Thế ngoài ra chú trồng cái dây leo, cây này là cây sử quân tử. Tối đến nó ra hoa là mùi nó rất là thơm và đặc trưng. Thì là những cái lúc cao điểm về nắng là chú để cho nó rụt xuống, để cho nó mát cái khu vực hồ ao này của mình. Mỗi thứ một tí, phong lan cũng có, xong rồi cũng tự chăm, mùa nào ra sản phẩm đấy. Ngoài khu vực nuôi cá, hiện ông Hùng cũng đang dành ra khoảng 20 mét vuông đất để trồng các loại rau, lá thuốc tại gia đình. Dù không hào nhoáng, thế nhưng với ông Hùng, vườn rau mini này lại đóng vai trò rất thiết thực với cuộc sống của gia đình ông. Khi biết được loại phân bón mà ông Hùng đang sử dụng, ekip của chương trình một lần nữa phải bất ngờ với tư duy làm nông nghiệp tiên tiến của ông. Ở nhà mình có cái gì thì mình làm theo cái phương thức hữu cơ. Tức là các cái rau hàng ngày mình sinh hoạt cắt nhỏ, nhưng rồi mình cho vào mi đất. Rồi cái bã cà phê mình sử dụng thì mình ủ. Thế đến khi mà nó có cái thời gian thì ta trộn với cả cái phân vi sinh này trộn lên thì là làm cái đất màu để mình trồng rau. Đấy. Như hiện tại cháu thấy trên thị trường họ bán rất là nhiều những cái phân bình thường đấy để mình bón cho cây trồng rồi thì rau cỏ. Tại sao mình lại phải mất công mình làm ra cái loại phân hữu cơ này, mua cho nó nhanh hả chú? Cái thứ nhất thì là mình làm ở nhà thì mình sử dụng như này thì là nó không chai đất. Cái thứ hai nữa là các cái phế thải của gia đình thì mình không phải vứt rác, mình bỏ đi mà mình ủ thì mình lấy cái phân đó mình bón cho cây. Đấy, thì là nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì cây thì chú thấy rằng là nó cũng rất xanh tốt. Ông Hùng chia sẻ, để xây dựng lên một mô hình nông nghiệp đô thị thì vấn đề kinh tế là điều kiện cần. Nhưng quan trọng hơn, chủ nhân của nó phải thực sự đam mê, có tính cầu thị và sự cần cù.